chim muôn nhà gặp nhiều an vui. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp nhìn chẳng xinh như hoa. Lập lòe tà áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên Nga. Bà bè em bé diêu dịch khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu dịch ca. Một bài ca đón chào mừng, hòa theo tiếng chúc rộn ràng. Mừng xuân nay đã về rồi và mùa đông vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng. Trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp như trong xinh như hoa. Lập lòe tà áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên Nga. Bà bè bé diêu dịch khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu dịch ca. Một bài ca đón chào mừng, hòa theo tiếng chúc rộn ràng. Mừng xuân nay đã về rồi và mùa đông vừa qua. Chào mừng nàng xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về, trên cánh đồng bao bắt nông dân cày ruộng vui say xuân. Ngày hôm nay là thứ các thầy cô của giáo sư trường sư phạm Sài Gòn, tổng số hiện giờ chúng tôi ghi nhận được là 12 đại biểu, các trường sư phạm cùng bạn là 17, số giáo sinh khóa 1 là 8, 12 khóa 2 là 12, khóa 3 là 10, khóa 4 là 14, khóa 5 là 15, khóa 6 là 18, khóa 7 34, khóa 8 36, khóa 9 38, khóa 10 21, khóa 11 28, khóa 12 46 và khóa 13 27. Hiện giờ tổng số đại biểu tại năm hội của ngày nay là 341. Và tôi xin được thông báo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các anh chị em đồng môn trường sư phạm Sài Gòn, thay mặt ban tổ chức buổi họp mặt gia đình sư phạm Sài Gòn lần thứ 17, chúng tôi nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của tất cả và qua đây xin gửi lời chào năm mới 2013
với lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình quý thầy cô, quý đại biểu và các anh chị em đồng môn đồng nghiệp nhất. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý đại biểu, kính thưa các anh chị em đồng môn trường sư phạm Sài Gòn. Năm 2012 vừa kết thúc, nhưng nhìn lại đối với gia đình sư phạm Sài Gòn, năm 2012 chính là năm khởi đầu cho một chuyển biến mới, một chặng đường mới. Từ cột mốc của năm 2012, chúng ta đã có một cái nhìn tương đối khá rõ rệt về quá trình hình thành 50 năm hình thành và hoạt động của một ngôi trường có tên là trường sư phạm Sài Gòn. Trong 50 năm đó, thực chất trường sư phạm Sài Gòn chỉ hoạt động vỏn vẹn có 13 năm và đào tạo được có 14 khóa. Trong đó có một khóa cấp tốc và 13 khóa là sư phạm giáo học cấp tổ chức, hai khóa cuối cùng khóa 12 và 13. Tốt nghiệp sau 1975. Như vậy tổng số là chúng ta sẽ có một khóa cấp tốc, 11 khóa là giáo học tổ chức và hai khóa tốt nghiệp sau 1975. Sau một khoảng thời gian được giáo dục trong trường và sau đó tỏa ra thực hiện nhiệm vụ giảng dạy tại nhiều tỉnh thành, làng xã trên nhiều vùng miền trong nước, những người con của mỗi trường sư phạm Sài Gòn đã tụ hội dần dần, mỗi năm một đông thêm, gặp gỡ nhau đông hơn và thường xuyên hơn. Từ một vài thầy cô tâm huyết gặp gỡ tâm sự vãn ôn lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa bên cốc cà phê ven đường, và từ đó mở rộng ra có thêm sự có mặt của một vài học trò ngày cũ, từ ít người trở thành nhiều người, từ học mặt trong nước lan ra đến học mặt ở nước ngoài, từ những lời mời gọi thân mật trong giới hạn bạn bè thân thiết đến số tận dụng hiệu quả phương tiện truyền thông hiện đại có phạm vi lan tỏa toàn cầu là Internet. Ngày hôm nay cái tên sư phạm Sài Gòn được kết nối trên toàn cầu chỉ bằng một cú click chuột trên Google. Năm vừa qua, không chỉ ngân hàng quyền kỷ yếu giấy kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường sư phạm Sài Gòn được lưu hành nội bộ, mà bản sao của nó không biết bao nhiêu bản kỷ yếu đã được scan và post lên trên những trang web của trường sư phạm Sài Gòn và đã được bạn bè thân nữ trong ngành và các ngành mạng ghé thăm và chia sẻ. Trước thành quả này, chúng ta, những người con của mỗi trường sư phạm Sài Gòn đều tự hào hãnh diện và xin toàn thể một tràng pháo tay chào đón thành tựu to lớn năm vừa qua. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các anh chị em đồng môn trường sư phạm Sài Gòn, tiếp nối tinh thần đó, việc tổ chức họp mặt gia đình sư phạm hàng năm vào ngày 1 tháng 1 vẫn cố gắng được duy trì, dẫu rằng thời gian không ưu đãi và đồng hành với tất cả chúng ta hiện đang có mặt quây quần cùng nhau ngày hôm nay. Nhưng dù gì chăng nữa, tinh thần và tình cảm của những người con gia đình sư phạm Sài Gòn vẫn luôn luôn nồng thắm, ấm áp trong tim của mỗi người chúng ta. Xin được mạn phép mượn ý thơ của đại văn hào tiên điền Nguyễn Du thay cho lời tuyên bố của họp mặt ngày hôm nay: mai sau dù có bao giờ nhớ ngày họp mặt lòng mơ ngẩn nhiều, thầy cô bè bạn dấu yêu một thời kỷ niệm trăm chiều nhớ thương. Xin chân thành cảm tạ quý thầy cô, quý vị đại biểu và tất cả các bạn. Chương trình buổi họp mặt gia đình sư phạm Sài Gòn ngày 1 tháng 1 năm 2013 được tổ chức tại hội trường trường Đại học Sài Gòn. Và thứ nhất tuyên bố lý do, thứ hai giới thiệu đại biểu, thứ ba phút tưởng niệm các thành viên gia đình sư phạm, thứ tư văn nghệ chào mừng họp mặt, thứ năm phát biểu khai mạc, thứ sáu tặng hoa và quà lưu niệm, bảy văn nghệ, tám báo cáo quá trình hoạt động của gia đình sư phạm Sài Gòn năm 2012, 9. Báo cáo tài chính cũng tương tự gia đình sư phạm, 10. Chương trình văn nghệ, 11. Chỉ thẳng lưu niệm. Về tham dự buổi họp mặt gia đình sư phạm Sài Gòn ngày hôm nay,
chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các thầy cô chú giáo sư trường sư phạm Sài Gòn. Xin trân trọng giới thiệu thầy Đoàn Vĩnh Cửu. Thầy Lê Quang Ẩn. 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 Do sơ suất của bằng các cân tại các danh sách của các thầy hiện nay chúng tôi tập hợp chưa đầy đủ thì chúng tôi sẽ thầy cô Minh Tý xin em tình tha thứ tại vì năm nay hơi có một chút thay đổi trong bằng các cân thành ra cũng hơi có khó khăn cho chúng tôi. Về phía còn các thầy cô khác thì có thể là chúng tôi sẽ tập hợp danh sách ở trong chúng đó sau khi một lần nữa thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin chân thành là nhận cái kiến thiếu sót này ban tổ chức thầy đã nhận quyền tha thứ. Về phía đại biểu tham dự danh sách đoàn và ban liên lạc của giáo sinh trường sư phạm Long An, một thầy Võ Văn Vũ Thuyết trưởng ban, hai thầy Trần Ngọc Thuần phó ban, ba thầy Tô Trọng Nguyên phó giám đốc sở giáo dục Long An, bốn thầy Lê Văn Thuyết hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm Long An, năm thầy Đặng Đăng Khoa phó ban, sáu thầy Trần Văn Trọng ủy viên. Bảy cô Tôn Nữ Thu Vân, tám cô Phạm Thị Ánh, chín thì cô Thiện, mười Nguyễn Thị Kim Oanh, ngoài trường sư phạm Long An thì chúng ta còn có sự tham dự của các trường sư phạm tỉnh bạn và cho đến là chúng tôi ghi nhận và có trường sư phạm Quy Nhơn và danh sách kinh tế cả nước của trường sư phạm Quy Nhơn nên chúng tôi ghi nhận sẽ rất là cảm ơn là chúng ta. Và đặc biệt là có sự tham dự của đại biểu thầy hiệu trưởng trường sư phạm Tây Ninh, xin trân trọng giới thiệu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu của trường sư phạm Vĩnh Long. Về phía cục giáo sinh trường sư phạm Sài Gòn, số lượng tham dự ngày hôm nay khóa 1 là 8, khóa 2 12, khóa 3 14, khóa 3 10, khóa 4 14, 16, khóa 5 15, khóa 6 18, khóa 7 34, khóa 8 36, khóa 9 50, khóa 10 21, khóa 11 18, khóa 12 46, khóa 13 27. Và tổng số hôm nay số lượng tham dự cho buổi học mặt này hôm nay của chúng ta khoảng 450 đại biểu. Trong năm vừa qua, gia đình sư phạm cũng có một số mất mát và thay mặt cho gia đình sư phạm, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý thầy cô, quý vị đại biểu cùng các bạn đồng môn chúng ta dành một phút tưởng niệm những người bạn trong gia đình sư phạm đã ra đi trong năm vừa qua. Xin trân trọng đề nghị tất cả chúng ta đứng lên dành một phút mặc niệm cho các mọi người bạn của chúng ta.
Anh Trần Tam Phật khóa 11, nhiệm 4. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh khóa 5. Anh Nguyễn Đức Thắng, nhiệm 4. Khóa 10, khóa 8. Cầu chúc hương hồn các anh chị được an nhiên trong mọi vĩnh hằng. Phút mọc đẹp chấm dứt, xin trân trọng kính mời quý thầy cô, quý vị đại biểu cùng các bạn đồng cô chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.